Trước khi xem video, các bạn vui lòng kéo xuống dưới video và nhấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất của kênh Mang Thai Baby.com. Tuyệt chiêu nhổ lông vịt nhanh và sạch nhất chỉ em nội trợ nên biết. Bạn luôn vất vả khi làm thịt vịt cho cả nhà đổi món, vậy hãy lưu ý những cách dưới đây để cho làm vịt thật sạch và nhanh nhất. Chọn vịt, nếu bạn biết cách chọn vịt ngon sẽ giúp cho khâu nhổ lông vịt trở nên nhanh hơn rất nhiều. Khi mua, bạn nên chọn con vịt trưởng thành và béo, ước tròn, da cổ và da bụng dày, mọc đủ lông, điểm mút của hai cánh vừa đủ đan chéo vào nhau. Nhưng con vịt này làm lông sẽ rất nhanh và không tốn thời gian. Hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão và tốn rất nhiều thời gian để nhổ lông, nhất là lông tơ. Những con vịt non có mỏ to và mềm, còn vịt già bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng. Vịt đã đẻ nhiều lứa, thịt cũng khá thơm, loại vịt này thì bụng dưới sẽ xuống. Khác với gà, nếu ăn thịt vịt thì nên chọn vịt đực, vì vịt đực ăn ngon hơn vịt cái. Nên chọn con vịt trưởng thành và béo, ức tròn, da cổ và da bụng dày và mọc đủ lông. Nói chung, bạn nên chọn con vừa trưởng thành, không quá non hoặc quá già để vừa có món ăn ngon mà khâu sơ chế cũng trở nên thuận tiện và dễ dàng. Chuẩn bị vịt sau khi cắt tiết xong, bạn hãy nhúng vào chậu nước lạnh, cho nước ngấm đều khắp thân và da vịt. Sau đó vớt vịt ra và tưới chút giấm hoặc rượu trắng lên mình vịt khoảng 10 phút trước khi nhúng vào nước ấm, vịt sẽ dễ làm lông hơn. Thông thường mọi người hay nhúng vịt vào nước nóng 100 độ C, tuy nhiên trên thực tế khi ta nhúng vịt vào nước nóng già, lỗ chân lông của vịt sẽ co lại, rất khó nhổ lông. Do vậy khi làm vịt bạn cần dùng nước nóng vừa phải, khoảng 60 độ là được. Nhúng trong vài phút, nhổ thử vài sợi lông ở cánh, thấy được, bạn vớt vịt ra và tiến hành làm lông. Khi nhổ nhớ miết tay xuống dưới da và xuôi theo chiều lông mọc sẽ làm sạch hết phần lông tơ. Sau khi làm sạch lông, bạn nên sát muối và rửa nhiều nước để vịt sạch hơn. Nhổ lông sạch sẽ, mùi hôi của vịt sẽ giảm đi rất nhiều. Trước khi chế biến, bạn nên cho cả con vịt vào ngâm với nước lã trong vòng 20 phút để thịt vịt trắng tươi, như vậy món ăn cũng hấp dẫn hơn. Lưu ý, trước khi nhổ lông vịt nên đổ giấm hoặc rượu lên mình của con vịt để khoảng 5 đến 10 phút và không nên nhúng vịt vào nước có nhiệt độ quá cao, sẽ khó nhổ lông vịt. Chỉ nên dùng nước sôi khoảng 80 đến 90 độ C rồi pha với tầm khoảng 60 độ C. Khi đã nhổ sạch lông, dùng muối hoặc gừng dã nhuyễn trà sát lên mình vịt để khoảng 5 phút rửa sạch rồi mới mổ ruột. Nếu bạn mua phải vịt già, có thể lấy một ít tủy heo hoặc một chai ốc nước ngọt bất kỳ nấu cùng. Như vậy, vịt sẽ nhanh mềm mà nước luộc vịt thì cũng sẽ ngọt hơn.